là 9 em trung bình khoảng là trên em phải tốc tới 8 lít, 7-8 lít rồi. Là... Xin chào quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị có mặt trong buổi trường ngày hôm nay. Tôi tên Trần Thị Thúy, 18 tuổi, đến từ chi đoàn trường trung học phổ thông Cửa Lò. Tôi rất vinh dự được là đại diện 50 thí sinh được tham dự cuộc thi lễ hội áo dài hoa cúc biển Cửa Lò năm 2023. Đến với cuộc thi, tôi muốn dùng sức trẻ, tài năng của mình để đem những vẻ đẹp nhất của du lịch Cửa Lò đến với bạn trẻ khắp mọi nơi, đem vẻ đẹp tà áo dài, vẻ đẹp hoa cúc biển, biểu tượng của du lịch Cửa Lò để với tất cả các bạn ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Tôi xin chân thành cảm ơn, rất mong được sự ủng hộ của quý vị. Xin lỗi số 43 kém với chó giấy 50 đi con được.